Cuộc sống thực tế xin chào tất cả anh em đam mê xe cộ. Hôm nay mình sẽ thạch cục máy quay Thái 110 đời 99. Sẵn đây mình sẽ quay clip để anh em xem. Thì anh em xem thì anh em kết bạn Zalo dưới màn hình có số điện thoại kết bạn Zalo của mình đi, rồi mình sẽ chụp hình chi tiết gửi đến anh em xem, anh em tham khảo. Rồi ở đây mình cũng xin nói với anh em như vậy nè. Anh em mua đồ của mình thì anh em cứ yên tâm, ship đến nhà kiểm tra hàng, trả tiền cho mình, đừng lo mấy chuyện đó. Anh em mua hàng của em có sao nói vậy. Giống như em mà bán cho anh em xài những cái bình xăng hay là những cái dên hay là cái nồi bầu lòng thì bán đúng hàng, đúng cái hàng mà mình tả. Chẳng hạn như đầu lòng nó có như vậy, em sẽ tả đúng cái đầu lòng nó như vậy để anh em mua, anh em về xài chứ không phải mua về mà quăng đâu. Mua mà về mà quăng là giống như em đã lường gạt anh em rồi, còn này là không, em bán cái đó em tả đúng, cái đó là em đã test rồi, im chuẩn. Anh em mua về anh em xài, mai mốt anh em còn giới thiệu người khác đến với em nữa. Không lẽ em bán có một món đồ anh em chạy mất dép, thằng Thắng nó bán đồ điểu đồ khi ghê quá không mua nó nữa. Rồi chẳng hạn như ở đây em bán đồ là chuẩn, đạt tiêu chuẩn chuẩn của em, anh em cứ xài. Cứ mà xài không được alo cho em, anh em mình còn lâu dài chứ không phải ngày bữa. Vậy đi ha, không làm mất thời gian của anh em nữa, thì ở đây em sẽ quay anh em thạch cục máy 110 đời 99 nha anh em ha. Anh em ở đây mình còn số ba lốc đó anh em, phu chờ có, quay Thái có nha anh em, còn rất là nhiều từ sơn zin với sơn lại. Mấy cái này nó hơi xấu, nói chung là mấy lốc này là xấu không nha anh em. Thì cũng giống như hình nè, anh em thấy không, anh em về anh em sơn lại. Những cái lốc này mình bán 550 một bộ 3 nắp nha anh em, ở trong thì anh em khỏi bàn ha, ở trong thì đẹp đó. Đây cái đuôi cá đây, này là của quay Thái nha anh em, đây là một phút chờ đó, còn nhiều lắm em. 550 550 anh em cứ alo ship tới nhà nha, về anh em bỏ ra thêm 2 xị nữa anh em sơn. Đây 550 bộ ba lốc, lốc qua lăng, lốc nồi, lốc đuôi cá, anh em xài alo cho em nha. Còn đây trắng bùn quay Thái 110, trắng bùn nè anh em, có cái trắng bùn này anh em nào mua gì đi em mình tặng cho, nhưng của người ta bán nhưng em tặng ha, với cái học bình nè. Anh em thấy không, phụ tao bán này và hai này chắc cũng 200 á, nhưng anh em nào mua gì đi em sẽ tặng anh em ha. Đây là phu trơn đây phu trơn anh em, vừa cầm vừa quay nó hơi khó, anh em xem nó hơi lắc thông cảm cho em nha. Đây bộ phu trơn này em bán 1,3 triệu đó anh em, bao đẹp ha, bình của em bán là bao đẹp. Đây cần số nè anh em, cần số em xử lý rồi, si là bao đẹp nha anh em, si là si ken luôn nha. Để em mở cái cần số ra quay em anh em xem nha. cần số thì em đã xử lý rất là đẹp, anh em gắn được quay game full channel đồ được hết nha anh em. Thì mình đã xử lý là mình lại mình để cho nó vừa cái chân mình nè, vừa được quay đi cũng được nè, gym đi cũng được nè, full channel đi cũng được nha anh em đó. Anh em thấy mấy cái cạnh không, mình làm rất là đẹp, bo đẹp luôn này, sắc nét ha anh em ha. Đó. Ở đây cũng vậy, một căn vậy mình bán 350 nha anh em, ship tới nhà anh em kiểm tra hàng trả tiền cho em ha. Vậy đi ha, em là vậy đó, vui vẻ. Còn đây là bình quay Thái 110 đời 2000 chưa vệ sinh. Mấy bữa nay em bận em chưa vệ sinh, anh em về anh em tự vệ sinh đi ha. Mà bình này đang trên xe đang đi bình thường anh em. Đó, giới thiệu anh em. Còn đây là IC, mua bình sườn. Đây là mua bình sườn của quay Thái anh em. Đây, quay Thái nè, IC quay Thái 9.4 nè. 4.5. Đây mua pin sườn này của thằng đi lăng hay gì đó anh em, nhỏ nhỏ nè, trắng sơ đồ. Đây diêm lùng 99, diêm lùng 99
850 cục nha anh em. Bao mở tua máy, anh em về mấy cục này anh em về gắn vô máy quay game mình đó, đi nhẹ lắm anh em. Đi là bao nhẹ. Bình xăng em hết rồi, còn vài bình anh em ơi. Phút chờ còn 1 bình, 2 bình, 3 bình, 4 bình. Còn 4 bình. Rồi đây là full bình của hàng Supreme anh em. Supreme. Đây cộng bình nữa nè. Hai bình Supreme. Này đời cao ha, này đời 22 nha anh em. Hai bình Supreme. Đây bình nữa nè. À này bình của Kim Thái anh em, lâu lẹt lọt này còn bình nè. À, anh em nào chơi nè, bữa giờ hỏi Kim Thái nè, mình còn bình Kim Thái nè. Bình này nè anh em có mã số nha anh em. L06. À quên nữa, để mình báo giá anh em luôn đi, bữa giờ anh em kêu mình báo giá rồi. À bình này em bán 650 nha anh em. Bình này đẹp nè. Đó. 650. Mấy cái bình này mình bán xả nha. Bữa nay xả anh em 800.000 bình. Bình này 700. Đó. Rồi. Còn vài món linh tinh anh em, mấy bữa nữa xe mới về anh em. Đây là lồng. Estanda mới xấy cốt lần đầu, lên cốt 1. Vô đai rồi bao anh em nha, im ru luôn. Đang vô đai vừa mới xong, giờ chỉ có gắn vô thôi anh em. Lồng này mình gắn vô xem, vô đai mới vừa xong luôn. Giờ anh em chỉ có gắn vô thôi. Còn này lồng có cốt nè. Lồng có cốt nè, cốt 3 có tứ vậy nè. Bá anh em ghẻ, anh em về anh em về đi sơ độ. Còn đây hai cục mô bin sườn của thằng Chim Lùng 99. MB25 á anh em. Ai xài alo cho mình nha. Đây ở đây mình còn cái lóc cây dên bao đẹp luôn nha anh em. Cây dên là vàng ôm luôn. Bao đẹp luôn, mình có lỡ bao rồi là biến mở quá quay qua anh em á. Cây lóc cây dên này mình cũng đã làm clip nhiều rồi đó. Giờ mình bán hết còn cái lóc cây dên nè anh em. Lóc dên bộ số mình sẽ bán từ từng món bộ số còn rất là đẹp nha anh em, lung linh ngọc trinh luôn á. Dầu đạp đây, lốc đuôi cá, dầu đạp đây, mấy còn mấy bộ số phụ chờ nè anh em. Phụ chờ nồi, mấy ốc nồi rồi nè, thấy anh em, mấy này là đẹp lắm, còn đẹp nha anh em nào xài để dễ chưa. Đây còn cái bộ đầu lòng xui bà tèo, anh em thấy không, mấy cái này mà không biết gỡ á, hạ máy xuống là gãy tay hết nè anh em thấy không nè. Anh em nào mà không biết mở này á, mở xuống là gãy đều 10 chiếc, mà bây giờ mà mở xuống là không biết là gãy hết anh em. Gãy thêm một bộ nè, Estanda chưa vệ sinh bao đẹp luôn, vàng ôm luôn nha anh em, vàng ôm luôn, bị gãy tay, bán giá mềm cho anh em xài. Anh em về vô mấy gãy cái tay này nè, anh em về anh em vô mấy chiếc Supreme hay Wenfa mình á, nó đẹp, nó không có cái tay. Rồi mình đắt mình xử lý vô này cho nó đẹp lại, nó bằng lại, mình lấy đồ mài cho nó bằng lại. Một lần mở luôn nè anh em. Mấy xe nè, anh em không biết mở mở sao gãy tay, mắc giá trị, gãy cái tay này hết nè, thấy lỗ lai hết chịu rồi. Ha anh em thấy không? Anh em nào xài cái dòng này nè, cho chứng hàng rim nữa, mua mấy này vô gắn vô, đúng hàng Thái nha anh em. 110 của Thái nha. Đây. Chưa vệ sinh. Đây cái lốc này dên này còn rất là đẹp nha anh em, đúng của Thái luôn, đúng 99 luôn chứ không phải của phu chờ rồi nha anh em. Đây còn bộ số. Ha. Bên đây. Đó còn vô đây quay anh em, mấy bữa nữa em về xe mình xả tiếp. Chuẩn bị thịt con xe này để anh em tham khảo nha. Giờ quay sơ cái anh em tham khảo nha. Xe này bữa mà tính dọn đi rồi. Bây giờ đổi ý rồi anh em. Giờ thịt luôn. Đây con này. Bây giờ mình lấy con này mình đi rồi. Không, giờ mình đi con xe này rồi.
Xe này bộ giấy đẹp nè, đúng quy anh pha đời 2005, 51 đầu luôn. Biển số của nó là 0678, 0678 số đẹp 4 con nha anh em. Đó, giờ anh em nào xài mình xả luôn, xả thịt luôn anh em. Hay máu lửa rồi, bữa mới gáp vô tính đi mà giờ xe dư xe quá giờ nè. Vô đồng hồ quay thái rồi bế bá nè anh em. Thấy không? Đồng hồ này anh em nào xài mình bán 1 triệu luôn. Cùm luôn nè, đầu đèn luôn nè. Hôm nay máu rồi bán anh em luôn. Cần thắng rồi của nó đúng của quay thái hết luôn nha anh em. Đó, anh em về xử lý sơn lại. Máy thì đầu lòng bao im. Ngày mai có clip xả luôn. Ngày mai mình rảnh rồi, mình xả cho anh em coi luôn. Làm clip anh em luôn. Xả hai cục này luôn. Ha anh em ha. Đó, còn cái thùng xăng hồi bữa anh em nào lấy cái thùng xăng, còn thùng xăng trong góc nè. Quay thái đó. Rồi hết đồ anh em ơi, ngày mai 2-3 bữa nữa xe mới về mới xả nữa anh em. Rồi quay cho anh em xem nha. Còn mấy bình xăng nữa đã giới thiệu anh em rồi, anh em nào chơi thì inbox cho em nha. Alo cho em ship tới nhà tính tiền. Rồi. Xin lỗi anh em là vậy nè, chẳng hạn như những anh em nào vô Zalo mà nói chuyện với em không trả lời, không phải là em không trả lời đâu, tại vì đông lắm, một mình em mấy em tiếp, chẳng hạn như 100 anh em, 200 anh em nói thiệt á, nó đông quá giờ hơi bị đông á, nên em một mình em trả lời không kịp, có sai sót một hai anh em gì á, xí xó bỏ qua cho em thì em kiếm lợi, nếu em lục lại còn em thấy mà có cuộc gọi nhỡ hay gì là em sẽ điện lại liền à. Anh em thông cảm cho em nha.